Giá trị và tầm quan trọng của ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, tác giả Nguyễn Mạnh Quang. Lời tòa soạn: ngày mà đất nước đã được sông liền sông, núi liền núi, không thể xem nhẹ hơn bất cứ điều gì quan trọng của nước nhà, vì đó là sinh mệnh của đất nước Việt Nam, chứ không phải chỉ là một niềm vinh dự mà thôi. Những ai còn nhận mình là người Việt Nam không thể đánh giá ngày thống nhất đất nước Việt Nam thấp hơn bất cứ giá trị nào khác. Và bài gồm có các mục: thứ nhất là lời nói đầu, thứ hai là giá trị và tầm quan trọng của ngày thống nhất đất nước, gồm có sự nguy hiểm của một nước nhỏ ở bên cạnh những cường lân, và nhu cầu thống nhất đất nước nếu chẳng may đất nước bị qua phân. Số 1 La Mã, lời nói đầu. Chỉ có một nguyên nhân đơn giản và rõ ràng nhất cho sự hiện hữu những nguồn sử ký khác nhau cho giai đoạn chiến tranh 1945 tới 1975. Đó là cái nhìn của những người xem trọng việc chống ngoại xâm và thống nhất đất nước, bảo toàn lãnh thổ, và cái nhìn của những kẻ chống lại. Đó cũng là những suy nghĩ khác nhau về ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4. Đơn giản như thế, nhưng tìm hiểu nguyên nhân của nó không phải chỉ là một câu nói suông. Đó là động lực cho chúng tôi viết bài này. Tác giả Nguyễn Hiến Lê kể lại rằng trong năm 1955, ông cùng với ông Thiên Giang biên soạn bộ Lịch sử Thế giới và vừa mới phát hành vào đầu niên học 1955-1956, tức là dưới thời ông Tổng thống Ngô Đình Diệm ở miền Nam đấy, thì bộ sách này bị một ông linh mục yêu cầu Bộ Giáo dục cấm bán và tịch thu. Ông bị mạt sát là đầu óc đầy rác rưởi. Sách bị tịch thu và bị cấm lưu hành. Rồi sau đó, chính quyền Ngô Đình Diệm cho mật vụ đến rình rập ông tại nơi cư ngụ. Xét ra việc này cũng là do các linh mục dưới sự che chở của chính quyền Ngô Đình Diệm đã triệt để thi hành lệnh truyền của giáo triều Vatican. Ngoài ra còn có những sự kiện khác ảnh hưởng đến nhận định cuộc chiến tranh Việt Nam. Thứ nhất, tại miền Nam trong những năm 1954 đến 1975 thì môn lịch sử thế giới bị cấm hay bị kiểm soát chặt chẽ qua cái sàng lọc của giáo hội La Mã. Môn lịch sử Việt Nam, nhất là những bài học lịch sử về thời cận và hiện đại, cũng bị kiểm soát chặt chẽ như vậy. Thứ hai là những người viết sử chân chính, nếu đã dám nói lên sự thật lịch sử, chắc chắn là sẽ bị giáo hội La Mã thù ghét, sẽ bị các ông tu sĩ áo đen và con chiên của giáo hội hãm hại bằng trăm phương ngàn kế và có thể nguy hiểm đến cả sinh mạng. Chuyện học giả Nguyễn Hiến Lê bị mật vụ của chính quyền Ngô Đình Diệm đến tận nơi cư trú để rình mò, để khủng bố tinh thần là một thí dụ trong thời đệ nhất Cộng Hòa. Sau năm 1975, tại hải ngoại, các tác giả như Trần Trung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Trần Tiên Long, Trần Quang Diệu, Nguyễn Hữu Ba v.v. cũng đã bị các con chiên khủng bố đủ kiểu. Chỉ vì có các bài viết hay là bài nói chuyện vạch trần các việc can thiệp vào giáo dục và lịch sử của giáo hội đối với Việt Nam. Thứ ba là tài liệu liên quan đến tham khảo rất là hiếm. Các giáo viên trong ngành sử học, kể cả cá nhân người viết, được đào tạo tại các trường Đại học Sư phạm Sài Gòn, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm Cần Thơ và Đại học Văn khoa Sài Gòn trong những năm 1954-1975 đều không có và không được cung cấp tài liệu giáo khoa cũng như các tài liệu tham khảo để học hỏi và tham khảo về lịch sử thế giới, về lịch sử giáo hội La Mã, về lịch sử Việt Nam thời cận đại và hiện đại. Khiếm khuyết các kiến thức này đương nhiên có ảnh hưởng đến hình tượng của cuộc chiến. Vấn đề này đã được tôi trình bày đầy đủ trong bài viết Tiễn bạn nhớ chuyện ngày xưa, ngày 7 tháng 3 2009. Xin kể một vài trường hợp điển hình như sau. Thứ nhất, liên hệ hay không liên hệ đến Kitô giáo, ông Trần Gia Phụng viết: có một điều cần nhấn mạnh là cá nhân người nào làm thì người đó chịu trách nhiệm. Đừng vì cá nhân đó theo tôn giáo này hay tôn giáo khác mà đưa vấn đề thành sự đối đầu tôn giáo rất nguy hiểm. Ví dụ tôi viết về chế độ Ngô Đình Diệm thì chế độ Diệm có điều tốt mà cũng có điểm không tốt. Rủi một điều là cái điểm không tốt nguy hại nhất cho chế độ Diệm chính là vụ cấm treo cờ Phật giáo mà ai đã từng ở miền Trung, nhất là ở Huế và Đà Nẵng đều thấy và biết. Chuyện này cũng được các tác giả Kitô giáo viết lại. Ví dụ cụ thể nhất là linh mục Cao Văn Luận. Từ cái điểm không tốt mới nảy sinh ra đủ thứ chuyện làm sụp đổ chế độ Diệm.
cái điểm không tốt này thuộc về trách nhiệm cá nhân hai ông Ngô Đình Thục và Ngô Đình Diệm chứ không liên hệ gì đến Kitô giáo cả. Phải tách bạch rõ ràng như thế để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, những chụp mũ vô vơ, đóng ngoặc kép. Thưa, đây là cái lời nhận định của ông Trần Gia Phụng. Và tiếp theo, đây là nhận xét của tác giả Nguyễn Minh Quang. Thiết nghĩ những người viết sử phải biết liên kết những sự kiện với nhau để nhìn thấy bức tranh tổng hợp. Nếu không thì cần chi sử gia mới có thể nói những chuyện rời rạc làm cái gì? Một câu nói khẳng định vô trách nhiệm như thế lại được viết bởi một ông thầy dạy sử thì không có cái gì mai mỉa hơn. Tổng giám mục Anthony Trappier đề nghị đưa Bảo Đại lên thành lập chính quyền để chống lại chính quyền kháng chiến chống Pháp. Hồng E. Spearman vận động chính quyền Mỹ cho ông Diệm về cầm quyền. Ông Diệm dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ vô nhiễm khi Hồng Y Agajanian đến Việt Nam. Còn nhiều sự kiện khác nữa do Giáo hội La Mã trực tiếp can thiệp. Tất cả những điều đó có ý nghĩa gì nếu không phải là chính phủ Ngô Đình Diệm và các hoạt động của họ đều có sự can thiệp và sắp đặt của Vatican? Chấm hỏi. Thế mà sử gia họ Trần lại tuyên bố không liên hệ gì đến Kitô giáo thì nghĩa là làm sao? Số 2. Cuộc chiến không cần thiết, giặc không cần đánh, chấm dấu hỏi. Đó là một lối tiên tri cho quá khứ bất chấp tình tự dân tộc và hoàn toàn thiếu nghiên cứu đứng đắn. Ông tiến sĩ Phạm Cao Dương viết rằng, nhất, riêng ở xứ Nam Kỳ, mặc dù cho tới thời điểm này vẫn còn là thuộc địa của người Pháp và đương nhiên là vẫn do người Pháp quản trị và chịu trách nhiệm, sự vi phạm cũng xảy ra một cách trầm trọng. Cuộc chiến 30 năm đã chấm dứt và bây giờ người ta vẫn có thể phối kiểm được là qua hai cuộc chiến vừa qua có từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu người chết. Ông tướng Giáp có hối tiếc hay không? Đó là những cái lời mà ông sử gia Phạm Cao Dương viết như thế. Xin đọc bài phản biện của chúng tôi, tức là tác giả Nguyễn Minh Quang, có nhan đề là đánh lận danh nhân nơi trang nhà sách hiếm. Điều thứ hai, có cái câu tuyên bố lẽ ra ngay từ năm 1945 dân tộc ta đã có dân chủ, đăng trên tờ Việt Thức.org. Đây là loại sử cách khúc, phán đoán sự việc không cần biết nguyên nhân. Xin đọc bài phản biện của chúng tôi với tựa đề là Việt Nam có độc lập tự do từ chính quyền Trần Trọng Kim hay là không. Số 3, Ngô Đình Diệm bỗng giành lại được chủ quyền từ người Pháp. Cũng theo đường lối viết sử không cần dữ kiện minh chứng của những loại sử giả, ông tiến sĩ Hoàng Ngọc Thành nói phóng mạng như sau trong cuốn Công và Tội của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản năm 1945 tới năm 2006. Phải chờ đến khi ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng năm 1954 mới giành lại được chủ quyền từ người Pháp tại vùng từ Nam Vĩ Tuyến 17 từ Bến Hải. Theo sự phân chia của Hiệp định Geneva, chính phủ Ngô Đình Diệm giành lại chính quyền từ trong tay người Pháp. Đóng mặt. Đây là lời của ông tiến sĩ Hoàng Ngọc Thành. Chúng tôi đã có loạt bài phản biện nhan đề là một số điều nói láo trong cuốn Công và Tội của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam 1945-2006. Các ông thầy giải sử ở miền Nam tồi tệ như vậy thì các ông trí thức khác nhưng chưa tỉnh, dù là có học vị tiến sĩ nhưng không nằm trong lĩnh vực chuyên môn, lại không chịu bỏ công và thì giờ ra tìm đọc tài liệu lịch sử liên hệ tới những việc làm của Giáo hội La Mã còn tệ hơn rất nhiều. Rốt cuộc, họ cho ra các bài viết có nội dung như là ca tụng và tôn vinh tên Bảo Chúa phản thần Tam Đại Việt gia Ngô Đình Diệm, ca tụng chính quyền con chiên Nguyễn Văn Thiệu, ca tụng bọn Việt gia ca tô Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ v.v. Chính vì thế, đối với các bài của chúng tôi, họ không có khả năng phản biện. Xin xem chú thích 5 và 6. Bây giờ vào bài chính nha, số 2 La Mã, giá trị và tầm quan trọng của Ngày Thống Nhất Đất Nước 30 tháng 4 1975. Từ cổ chí kim và từ đông sang tây, một nước nhỏ hay một quốc gia bị phân hóa thành hai hay nhiều tiểu quốc chắc chắn là sẽ bị các cường lân, tức là những cái nước mạnh bên cạnh đó, lấn lướt lấn đất và càng bị suy yếu hơn nữa. Đó là cơ hội cho các lân quốc hùng mạnh hơn kiếm cớ xua quân xâm chiếm làm thuộc địa hoặc sáp nhập vào lãnh thổ của họ. Phần này kể lại những cái gương của một số các quốc gia trên thế giới đã từng ở vào tình trạng nói trên. Thứ nhất, tức là điểm A, sự nguy hiểm của một nước nhỏ ở bên cạnh cường lân. Thứ nhất là nước Do Thái. Sau khi lập quốc được một thời gian, tức là vào thời điểm 1021 trước công nguyên cho tới 1000,
năm 1000 trước công nguyên. Do Thái là một quốc gia tương đối hùng mạnh, có thể lấn nước đánh bại các lân quốc nhỏ bé hơn và chiếm trọn toàn vùng Canaan. Đây là thời kỳ cực thịnh của quốc gia này vào những năm trước năm 967 trước công nguyên, thời điểm khi vua David qua đời. Nhưng rồi ngay sau khi vua Solomon băng hà vào năm 937 trước công nguyên, những người quyền thế tranh chấp giành giật ngôi vua khiến cho quốc gia này bị phân hóa thành hai nước nhỏ là nước Israel ở miền Bắc và nước Judea ở miền Nam. Hai nước nhỏ này chống đối nhau để tranh giành ưu thế khiến cho cả hai cùng suy yếu. Ông bà ta có nói là bạn duật tương trì, ngư ông đắc lợi. Năm 722 trước công nguyên, người Assyrians đến tấn chiếm nước Israel ở miền Bắc. Năm 586 trước công nguyên thì người Babylon đến tấn chiếm nước Judea ở miền Nam. Ít lâu sau, người Ba Tư đến đánh đuổi người Babylon, thống trị cả toàn vùng. Thời gian sau, người Hy Lạp với sức mạnh của đoàn quân của đại đế Alexander đến đánh đuổi người Ba Tư và trở thành chủ nhân ông vùng đất này. Sau người Hy Lạp đến người Syrian, năm 164 trước công nguyên, dân Israel nổi lên đánh đuổi được người Syrian, giành lại chủ quyền độc lập. Rồi năm 63 trước công nguyên, người La Mã tràn tới chiếm xứ Judea và chiếm luôn cả vùng lân cận, trong đó có nước Israel ở miền Bắc. Kể từ đó, nước Do Thái, tức là Israel, bị xóa trên bản đồ thế giới cho đến năm 1948. Vào năm này, các nước Mỹ, Anh, Pháp và một số các nước khác trong phe đồng minh đánh bại phe trục vào năm 1945, quyết định cắt một miếng đất ở vùng Palestine, lúc đó là thuộc địa của Anh quốc, cho những người Do Thái lưu vong ở nhiều quốc gia rải rác trên thế giới làm mảnh đất quê hương để họ trở về đây tái lập quốc gia của họ. Thứ hai là nước Champa, tức là nước Chim Thành. Nước Chim Thành được thành lập vào năm 192 sau công nguyên. Quốc gia này nằm trên dải đất chạy dài từ dãy núi Hoành Sơn Trung Bộ ở phía Bắc cho đến tỉnh Bình Thuận Phan Thiết ở miền Nam. Đã có trình độ văn minh khá cao, mà điển hình là tháp Chàm còn tồn tại ở vùng đất mà ngày nay gọi là Khánh Hòa và đã có một thời rất hùng mạnh vào thế kỷ thứ 9 và thứ 10. Nhưng rồi, các nhà lãnh đạo của nước này, thứ nhất là không biết đặt quyền lợi tối thượng của đất nước và dân tộc lên trên hết, coi lãnh thổ đất nước và tài nguyên quốc gia như là của riêng nhà vua. Chuyện vua Chế Mân, tức là Jaya Simhavarman III, từ năm 1288 tới 1307 đem dân châu Ô và châu Rí cho Việt Nam để cầu hôn xin cưới công chúa của nhà Trần là Huyền Trân công chúa, là con gái của vua Trần Nhân Tông, vào đầu thế kỷ thứ 14, là một bằng chứng. Các nhà lãnh đạo Chiêm Thành không những không biết đặt quyền lợi tối thượng của đất nước và dân tộc lên trên quyền lợi và quyền lực cá nhân, mà còn quá nặng lòng tham lợi háo danh và thèm khát quyền lực, tự tư tự lợi. Vì thế mà thường xảy ra xung đột, tranh giành địa vị cao thấp trong giới những người có thế lực trong chính quyền, lập phe lập đảng, chống đối lẫn nhau, rồi cầu viện các lân quốc hay thế lực ngoại bang về tiêu diệt phe đối lập, như trường hợp Nguyễn Phúc Ánh của Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 18. Trong giới lãnh đạo, ngoại trừ Chế Bồng Nga, không có người nào biết đặt quyền lợi tối thượng của đất nước lên trên quyền lợi cá nhân và gia đình, không biết đặt thù nước trước thù nhà. Vì các nhà lãnh đạo của Chiêm quốc có những nhược điểm như trên, cho nên quốc gia này mới rơi vào thảm cảnh bị diệt vong. Lãnh thổ mới dần dần bị sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam và cuối cùng vào năm 1832, Chiêm quốc hoàn toàn bị xóa tên trên bản đồ. Thứ ba là vụng về trong chính sách ngoại giao, không biết uyển chuyển hay mềm dẻo đối với các lân quốc, không có đủ khả năng hiểu rõ ý nghĩa của địa chính trị geopolitics để mà hành xử khôn ngoan hầu có thể giữ cho đất nước được tồn tại lâu dài. Xem như vậy thì dân tộc Việt Nam chúng ta quả thật là hết sức may mắn. Tiền nhân chúng ta đều biết hành xử đối với các cường lân. Thí dụ như nhà Trần ba lần đánh bại quân Nguyên mà vẫn giữ thế lép làm hòa với chúng trong điều kiện nước sông không đủ nước giếng. Sau đó nhà Lê là Lê Lợi và nhà Tây Sơn là Quang Trung dưới quyền lãnh đạo của vua Quang Trung cũng theo chính sách này để cho chính quyền ta được yên thân tái thiết và xây dựng đất nước, củng cố quốc phòng cho được hùng mạnh và nhân dân được yên cư lập nghiệp. Theo gương nhà Trần, nhà Lê và nhà Tây Sơn.
chính quyền hiện nay của đất nước chúng ta cũng tỏ ra mềm dẻo đối với cường lân ở phương Bắc, nhưng vẫn tỏ rõ thái độ và tư thế cứng rắn trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ, củng cố quốc phòng. Chuẩn bị khi hữu sự thì mới có khả năng đối phó với giặc như hồi tháng 2 năm 1979 và năm 1984. Cái gương Ukraine vì không biết khái niệm địa chính trị và cũng vì không uyển chuyển hành xử với cường lân cho nên đất nước của họ mới rơi vào tình trạng nhiễu nhương như ngày nay. Thí dụ thứ ba là nước Ba Lan. Quốc gia này được thành lập vào thế kỷ thứ 10 sau công nguyên với khoảng 95% dân số theo đạo Kitô La Mã. Điều bất hạnh đối với dân tộc Ba Lan là đất nước của họ nằm giữa hai nước lớn là nước Đức ở phía Tây mà đại đa số nhân dân đã đổi sang đạo Kitô Tin Lành Luther từ giữa thế kỷ thứ 16 và nước Nga ở phía Đông mà đại đa số nhân dân theo đạo Kitô Chính Thống Giáo. Ở vào hoàn cảnh như vậy thì vấn đề ngoại giao cũng phải uyển chuyển trong hoàn cảnh địa chính trị để làm sao vừa có thể tồn tại vừa bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ, không bị các cường lân xâm chiếm. Có như vậy thì mới có thể tránh được cái họa diệt vong như Do Thái và Chiêm Thành. Khốn nổi, nhân dân cũng như các nhà lãnh đạo chính quyền Ba Lan lúc bấy giờ đều là những con chiên Cato, Kitô thuộc loại siêu cuồng tín, nghĩa là dốt nát về lịch sử, không biết động não để tìm hiểu sự vật và sự việc. Tệ hơn nữa, họ còn có những đặc tính tự tôn, hợm hĩnh, lố bịch, trịch thượng, hung hăng, hiếu chiến, tham lợi, háo danh, thèm khát, quyền lực. Đối với những nhược điểm như vậy, làm sao mà các nhà lãnh đạo quốc gia này vào thời đó có đủ sáng suốt và khôn ngoan để thi hành chính sách ngoại giao mềm dẻo đối với các cường lân như Đức và Nga được? Chính vì thế mà từ thập niên 1770 cho đến thập niên 1790, quốc gia này bị hai nước Nga và Đức ba lần chia cắt để lấn chiếm đất đai và cuối cùng đất nước Ba Lan bị xóa trên bản đồ vào những năm chót của thế kỷ 18. Mãi tới đầu năm 1919, các nhà lãnh đạo các quốc gia đồng minh Anh, Pháp, Mỹ, Ý và Nhật nhóm họp tại Ba Lê để giải quyết vấn đề đối xử với các nước bại trận như là Đức, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Thì nhân dịp này họ mới quyết định tái lập nước Ba Lan trên vùng lãnh thổ của nước này. Nhờ vậy mà kể từ đó nước Ba Lan mới lại xuất hiện trên bản đồ thế giới. Thứ tư là hai nước Campuchia, tức là Cao Miên đó, và Lào. Hai quốc gia này là hai tiểu nhược quốc nằm giữa hai nước lớn hơn và hùng mạnh hơn là Việt Nam và Thái Lan. Trong suốt chiều dài lịch sử, hai nước này luôn bị cả Việt Nam và Thái Lan chèn ép và lấn lướt. Nếu liên minh xâm lược Pháp, Vatican không cưỡng chiếm Cao Miên làm thuộc địa vào năm 1864 và nước Lào vào năm 1889, thì rất có thể hai quốc gia này sẽ không khác gì số phận nước Ba Lan trong các thập kỷ 1770-1990 như đã nói trên. Những tấm gương kể trên là những tiểu quốc bị tiêu diệt chỉ vì chính quyền đã không biết đặt sự sống còn của quốc gia lên làm quyền lợi tối thượng. Trên những hiềm khích của phe nhóm, đảng phái, người nắm quyền phải luôn tìm đủ mọi cách để làm cho đất nước của họ tránh khỏi bị chia cắt. Có như vậy, đất nước của họ mới khỏi rơi vào tình trạng của một trong những quốc gia tiểu nhược. Phần B là nhu cầu thống nhất đất nước, nếu chẳng may đất nước bị qua phân. Lịch sử cho chúng ta thấy rằng bất kỳ nhóm người nào cương quyết theo đuổi chủ trương thống nhất đất nước bằng bất cứ giá nào thì được coi là có chính nghĩa và sẽ được đại khối nhân dân suy tôn là cứu tinh của dân tộc. Những nhân vật như Abraham Lincoln của Hoa Kỳ, Otto Eduard Leopold Bismarck của Đức, Giuseppe Garibaldi của nước Ý, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh của Việt Nam ở vào trường hợp này. Bây giờ nói về trường hợp Hoa Kỳ. Trong một bài diễn văn của ông Abraham Lincoln tuyên bố rằng ông chống lại chế độ nô lệ. Cho nên, ngay sau khi vừa mới có tin ứng cử viên Abraham Lincoln đắc cử tổng thống, tức là tổng thống Mỹ đó, các chính quyền tiểu bang miền Nam vốn có chủ trương duy trì chế độ nô lệ liên kết với nhau, thành lập một quốc gia riêng rẽ với danh xưng là The Confederate States of America và bầu ông Jefferson Davis làm tổng thống. Rồi lúc 4 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 4 năm 1861, quân đội các tiểu bang miền Nam khai hỏa tấn công đồn binh center của quân đội chính quyền liên bang.
miền Bắc, tại cảng Charleston thuộc tiểu bang South Carolina, đứng trước hiểm họa nhân dân chia rẽ, đất nước bị qua phân đang diễn ra trước mắt. Dù rằng đang theo đuổi lý tưởng giải phóng nô lệ, Tổng thống Abraham Lincoln phải tạm dẹp qua lý tưởng đó để dồn tất cả mọi nỗ lực cho ưu tiên đại cuộc thống nhất đất nước. Sự kiện này được sách This is America Story ghi nhận như sau. Mở ngoặc, khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 3 năm 1861, ông Abraham Lincoln phải đương đầu với một vấn đề khó khăn. Bây giờ có hai quốc gia và hai vị tổng thống, ông phải làm gì đây? Ông không muốn chiến tranh. Khi tuyên thệ nhậm chức, ông nói, giả sử các bạn tiến đến chiến tranh, các bạn cũng không phải chiến đấu mãi mãi. Sau khi cả hai bên cùng bị tổn thất nặng nề, các bạn phải ngưng chiến đấu. Khi đó thì những vấn đề xưa cũ vẫn còn lại với các bạn. Vấn đề nô lệ ở miền Nam không nguy hiểm, vì rằng Tổng thống Lincoln hứa rằng ông không có ý định dù trực tiếp hay gián tiếp can thiệp vào vấn đề nô lệ ở các tiểu bang vốn đã có nô lệ. Ông nói tiếp, hỡi những đồng bào bất mãn, chính do nơi tay các bạn chứ không phải do nơi tay chúng tôi đã tạo nên cuộc nội chiến này. Chính phủ sẽ không tấn công các bạn. Tuy nhiên, Tổng thống Lincoln đã làm sáng tỏ vấn đề khi ông long trọng thề phải duy trì bảo vệ chính quyền hiệp chủng quốc. Sau hết, ông kêu gọi toàn dân hãy đoàn kết. Ông long trọng nói, chúng ta không phải là kẻ thù mà là bạn. Chúng ta nhất định không phải là kẻ thù. Tiếng vọng huyền bí của trí nhớ bao trùm từ những nấm mồ của các nhà ái quốc cho đến hết thảy mọi trái tim của những người còn sống ở trong khắp đất nước này sẽ trở thành bài ca đồng điệu toàn thể quốc gia, và khi xúc động thì chắc chắn sẽ là những thiên thần lộng lẫy trong vũ trụ của chúng ta. Như vậy là ông Lincoln đã đứng ra đảm nhận trách vụ bảo vệ và duy trì đất nước với lòng tin tưởng mạnh mẽ vào những gì mà ông cho là đúng. Song le, dù rằng ông đã nói như vậy, nhưng đất nước vẫn còn bị chia cắt. Các đồn ải của chính phủ trung ương đã bị quân liên minh miền Nam chiếm giữ. Luật pháp của chính quyền trung ương không được tôn trọng. Nếu ông Lincoln muốn cứu nguy tổ quốc, ông phải hành động mau lẹ. Đóng ngoặc. Chỉ có 4 năm nội chiến, nhưng Hoa Kỳ đã chịu không biết bao nhiêu đau thương khốn khổ và tổn thất rất nhiều về nhân mạng, cũng như về tài sản cho nhân dân của cả hai miền Nam lẫn miền Bắc. Đây là điều không thể nào tránh được khi đã có chiến tranh xảy ra. Tuy nhiên, Tổng thống Lincoln đã phát hiện được việc Giáo hội La Mã đã xúi dục miền Nam đẩy mạnh chiến tranh chống miền Bắc để đóng vai trò ngư ông thủ lợi. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ vấn đề này trong lời tuyên bố của Tổng thống Abraham Lincoln được sách Smokescreen ghi lại dưới đây. Mở ngoặc, cuộc nội chiến này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu không có ảnh hưởng ác độc của dòng tên. Vì chính sách xâm thực của Giáo hội La Mã mà giang sơn chúng ta đã nhuộm đầy máu của chính những người con cao quý nhất của chúng ta. Dù rằng giữa miền Nam và miền Bắc có nhiều khác biệt lớn lao về vấn đề nô lệ, nhưng cá nhân Tổng thống Jeff Davis của miền Nam cũng như tất cả nhân vật lãnh đạo khác trong chính quyền miền Nam không có ai dám nghĩ đến việc tấn công miền Bắc nếu họ không trông cậy vào những lời hứa hẹn của dòng tên rằng nếu miền Nam tấn công miền Bắc thì Giáo hội La Mã và ngay cả nước Pháp nữa sẽ gửi tiền bạc và vũ khí đến tiếp viện cho họ. Khi nhân dân Hoa Kỳ nhận thức được rằng chính các ông giám mục và tất cả các tu sĩ khác của Giáo hội La Mã ở Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến đẫm máu và đầy nước mắt này, tôi cảm thấy thương xót cho họ. Từ sự hiểu biết tình hình của đất nước, tôi phải giấu kín những gì tôi biết về vấn đề này. Vì rằng nếu nhân dân Hoa Kỳ biết hết sự thật về chuyện này, cuộc chiến sẽ biến thành cuộc chiến tranh tôn giáo, sẽ trở nên tàn khốc với tất cả đặc tính của một cuộc chiến tranh tôn giáo và máu của người dân Hoa Kỳ sẽ đổ ra gấp 10 lần. Đóng ngoặc. Tổng thống Abraham Lincoln nói tiếp, mở ngoặc, nhân dân ta ngày nay hình như chưa hiểu được điều này, nhưng rồi sớm hay muộn, ánh sáng của công lý sẽ làm sáng tỏ điều này, và khi đó tất cả mọi người sẽ hiểu rằng không thể nào trao tự do lương tâm cho những người đã thề phải tuân phục một ông giáo hoàng tự phong cho chính mình cái quyền được sát hại những người khác biệt niềm tin tôn giáo với ông ta. Đóng ngoặc. Đến đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ, thứ nhất là ý chí cương quyết chiến đấu cho sự thống nhất đất nước của Tổng thống Abraham Lincoln cũng như của nhân dân Hoa Kỳ
và thứ hai là giả tâm thâm độc của Giáo hội La Mã đã can thiệp và châm dầu vào cuộc chiến Nam Bắc ở Hoa Kỳ. Sau này, chúng ta lại thấy Giáo hội La Mã lại âm mưu với chính quyền của Tổng thống Eisenhower của Đảng Cộng Hòa trong chủ trương tách rời phần đất miền Nam vĩ tuyến 17 của Việt Nam ra khỏi nước Việt Nam với ý đồ biến phần đất này thành một quốc gia riêng biệt theo đạo Kitô. Hành động gian ác này mở đầu cho cuộc chiến Nam Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 vô cùng khủng khiếp trên đất nước chúng ta. Cùng thói quen xuôi nguyên dục bị ấy, Vatican lại đạo diễn việc East Timor tách rời khỏi Indonesia vào năm 2002 để thành lập nước Đông Timor. Thứ hai, ý chí thống nhất đất nước của dân tộc Phổ, tức là Đức, đó, nước Đức. Đó. Vào thời điểm thập niên 1860, nước Đức vẫn là một tập hợp hỗn độn của nhiều tiểu quốc với những chính quyền và luật lệ khác nhau. Trong đó có một số tiểu quốc bị cường lân như là Đan Mạch chiếm đóng và một số bị Austria chiếm đóng. Đồng thời, Đức cũng còn có chung biên giới với Pháp ở phía Tây và nước Nga rất lớn về diện tích và dân số ở phía Đông, chỉ cách nước Đức có dải hành lang Ba Lan. Sự kiện này đã khiến cho các nhà ái quốc Đức nhận thức được sự nguy hiểm của đất nước của họ là một tiểu nhược quốc ở bên cạnh các cường lân. Cũng vì thế mà ngày nay, khi vừa mới lên ngôi vua vào năm 1861, năm 1862, vua William I liền bổ nhậm nhà ái quốc Otto von Bismarck nắm giữ chức thủ tướng để lo chuẩn bị cho đại cuộc thống nhất các tiểu quốc Đức thành một nước Đức lớn hơn. Sự kiện này được sách Men and Nations, A World History viết, hai chấm mở ngoặc. Có nhiều người Đức đã nhận thức rằng vào một thời điểm mà các quốc gia Âu Châu khác vừa lớn vừa hùng mạnh thì nếu không thống nhất được với nhau, tất nhiên là các tiểu quốc Đức mãi mãi ở trong tình trạng yếu kém. Các nhà văn, các nhà và các tư tưởng gia nhìn lại cái thời những anh hùng lớn của nước Đức như là Frederick Barbarossa và nghĩ rằng nếu có một nước Đức thống nhất thì sẽ phục hồi được cái vĩ đại và hùng mạnh của nước Đức của ngày xưa. Nhiều giáo sư đại học ủng hộ phong trào này, sinh viên thành lập các hội đoàn để tiến hành công việc thống nhất nước Đức. Nước Phổ sau này là Đức phát động cuộc chiến chống Đan Mạch để đòi lại tiểu quốc Schleswig cho Phổ, tức là cho Đức. Lúc đó, Đan Mạch là một nước mạnh nằm sát biên giới nước Đức ở phía Bắc. Năm 1863, vừa mới lên ngôi trị vì nước Đan Mạch, thì vua Christian IX liền cho ban hành Tân Hiến Pháp, trong đó điều khoản quy định tiểu quốc Schleswig của nước Phổ bị sáp nhập vào lãnh thổ Đan Mạch. Hành động như vậy của Đan Mạch bị cả nước Phổ và nước Áo cùng phản đối và cùng yêu cầu Đan Mạch hủy bỏ điều khoản này. Nhưng vua Christian IX từ chối, khiến cho chiến tranh bùng nổ vào năm 1864. Giữa một bên là Đan Mạch và một bên là Phổ và Áo. Cuộc chiến kéo dài khoảng 3 tháng thì Đan Mạch bị thảm bại. Phổ thâu hồi lại tiểu quốc Schleswig và Áo chiếm tiểu quốc Holstein. Xong rồi nước Đức gây chiến với Áo để giành lại các tiểu quốc nằm dưới quyền kiểm soát của Áo. Sau cuộc chiến chống Đan Mạch để giành lại tiểu quốc Schleswig, Thủ tướng Bismarck thương thuyết với Ý để thành lập Liên minh Đức-Ý chuẩn bị cho cuộc chiến chống Áo. Và liền sau đó, cuộc chiến Đức-Áo bùng nổ vào năm 1866. Cuộc chiến kéo dài chỉ có 7 tuần lễ thì Đức đánh bại Áo. Hòa ước Prague được ký kết vào mùa hè năm 1866 để giải quyết chiến tranh giữa hai nước. Theo hòa ước này, các vấn đề tiểu quốc Đức và các lãnh địa của các công tước trước đó nằm dưới quyền của Áo thì từ đó thuộc về Đức. Trong đó có lãnh địa Schleswig, Holstein, các tiểu quốc như Hanover, Hesse Kassel, Nassau và thành phố Frankfurt. Tới năm 1867, các tiểu quốc nằm ở phía bắc sông Main cũng thuộc về nước Phổ. Kể từ đó, nước Phổ sau này gọi là nước Đức trở thành một cường quốc đối đầu với cả Pháp và Nga ở lục địa Âu Châu. Số 3. Ý chí thống nhất đất nước của dân tộc Ý Đại Lợi. Vào thời điểm 1860, nước Ý vẫn còn là một tập hợp hỗn độn của nhiều tiểu quốc và phần lớn đều nằm dưới ách thống trị của các chế độ quân chủ trung ương tập quyền Cato, tức là Cato giáo, Catholic. Tính từ Nam lên Bắc, những tiểu quốc trong nước Ý lúc bấy giờ là thứ nhất, tiểu quốc lưỡng Sicily. Thứ hai, các tiểu quốc của giáo hội gọi là Papal States như
Romagna, Marche, Umbria và Lazio nằm dưới quyền trực trị của giáo hoàng. Thứ ba, các tiểu quốc Tuscany, Modena, Parma, Lombardy và Venezia bị đế quốc Áo thống trị. Thứ tư, vương quốc Sardinia bao trùm đảo Sardinia cùng với hai vùng Savoy và Piemont ở trong đất liền. Thứ năm, vùng Comte Venetian và Avignon bị sáp nhập vào nước Pháp vào năm 1791 trong thời cách mạng 1789. Như vậy, vào cuối thập niên 1860, nước Ý vẫn còn ở trong tình trạng của một tập hợp hỗn lốn với nhiều tiểu quốc hỗn quân hỗn quan, nhưng còn tồi tệ và khốn nạn hơn nước Trung Hoa trong thời Đông Châu Liệt Quốc, tệ hơn Việt Nam trong thời thập nhị sứ quân vì những hành động tác oai tác quái của giáo hội La Mã cũng như bọn quả đen. Vì ở trong hoàn cảnh bị tới bốn thế lực chèn ép, Vatican hay giáo hội La Mã, giới tu sĩ áo chùm đen ở nước Áo và nước Pháp và lấn nước như trên, cho nên dân tộc Ý quyết tâm theo gương các nước Hoa Kỳ và Đức liều chết chiến đấu cho đại cuộc thống nhất đất nước của họ. Sau nhiều năm tranh đấu và cuối cùng, ngày 20 tháng 9 năm 1870, nhà ái quốc Giuseppe Garibaldi mới có thể đem quân cách mạng tiến vào kinh thành Roma, bao vây và nã đại pháo vào tòa thánh Vatican, buộc giáo hoàng Pius IX phải kéo cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Sự kiện này được sử gia Malachi Martin ghi lại như sau. Mở ngoặc kép. Ngày 19 tháng 8 năm 1870, quân đội Pháp lo bảo vệ tòa thánh Vatican thực sự rút lui vĩnh viễn. Trận đánh Sedan vào ngày 2 tháng 9 năm đó đã làm cho đế quốc của Hoàng đế Nã Phá Luân Đệ Tam hoàn toàn sụp đổ. Tòa thánh Vatican mất đi một thế lực bảo vệ cuối cùng và nước Pháp, người trưởng nữ của giáo hội La Mã kể từ năm 1871 đến năm 1940 đã phải thay đổi đến 99 nội các. Quân Pháp vừa mới rút lui, tức thì ngày 19 tháng 9 quân đội quốc gia Ý tiến vào kinh thành La Mã. Ngày hôm sau, 20 tháng 9, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ nã đại pháo và cận chiến lẻ tẻ, vào lúc 9 giờ rưỡi sáng, giáo hoàng ra lệnh kéo cờ trắng ở trên nóc nhà thờ St. Peter. 10 phút sau đó, không còn nghe thấy tiếng súng nữa, quân đội Ý tiến vào phía trong kinh thành và chiếm đoạt hết tất cả của cải trong đó. Chỉ có ngọn đồi Vatican là họ không rớ tới. Quốc gia của giáo hoàng không còn tồn tại nữa. Diện tích của quốc gia này từ 16.000 dặm vuông bị cắt xén còn lại chỉ có 480.000 mét vuông, kể cả ngọn đồi Vatican và xung quanh ngọn đồi này. Trong đó có nhà thờ St. Peter, các tòa nhà phụ cận và các khu vườn Vatican ở gần đó. Hôm sau, ngày 21 tháng 9, giáo hoàng Pius IX viết một lá thư ngắn ngủi cho người cháu rằng: "Cháu yêu quý, tất cả đã hết rồi, không có tự do, không thể nào quản lý được giáo hội. Hãy cầu nguyện cho ta và cho tất cả các con, ta chúc phúc cho các con." Đóng ngoặc. Kể từ ngày này, thì nhân dân Ý mới thoát ra khỏi cái ách thống trị tham tàn của Vatican. Mục số 4. Ý chí thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Hơn các dân tộc nào khác, dân Việt Nam ta đã trải qua 4 lần lãnh thổ bị qua phân, trong đó 3 lần qua phân trước là do các thế lực phong kiến bản địa gây nên, và lần thứ 4 là do Vatican chủ mưu rồi toa rập với các thế lực ngoại cường tiến hành. Lần thứ nhất xảy ra vào thế kỷ thứ 10, kéo dài từ năm 945 đến năm 967. Sách sử gọi thời kỳ này là thời kỳ thập nhị sứ quân. Trong những năm đất nước ở trong tình trạng phân chia như vậy, nhân dân ta trở thành những nạn nhân kẹt cứng trong cuộc chiến tương tàn giữa các phe phái phong kiến. Các phe phái phong kiến này chỉ biết nghĩ đến quyền lợi riêng tư của chúng và phóng tay chém giết đối phương, tàn sát những người bị tình nghi không phải là phe của chúng. Nhưng rồi vẫn nước vẫn còn may. Trong lúc đó, có người anh hùng Đinh Tiên Hoàng nổi lên dẹp tan được bọn lãnh chúa địa phương, đem lại thống nhất đất nước cho dân tộc vào năm 967. Lần thứ hai, cái đất nước quá phân lần thứ hai. Lần thứ hai xảy ra vào thế kỷ thứ 16, kéo dài từ năm 1533 cho đến năm 1592. Sách sử gọi thời kỳ này là Nam Triều Bắc Triều. Nam Triều là thế lực do ông Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm lãnh đạo, mưu đồ phục hưng nhà Lê.
và Bắc Triều là thế lực của Mạc Đăng Dung và con cháu của ông. Sau này, người được coi như là nối nghiệp chính thống của nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn bị đại bại chạy sang Tàu tị nạn. Cũng may cho đất nước ta, trước khi nhắm mắt lìa đời, Mạc Ngọc Liễn để lại di ngôn, dặn con là Mạc Kính Cung rằng: "Nay họ Lê lại dấy lên được, ấy là số trời đã định. Còn dân ta thì có tội gì mà ta nỡ để khổ sở mãi về việc chiến tranh. Vậy ta nên đành phận lánh mình ở nước ngoài, chứ đừng có đem lòng cạnh tranh mà lại mời người Tàu sang làm hại nước mình." Đóng ngoặc. Vì thế mà con cháu nhà Mạc không còn tính chuyện phục hồi cơ nghiệp ngôi vua nữa. Nhờ vậy mà đất nước ta được thống nhất. Lần thứ ba kéo dài từ năm 1627 cho đến năm 1775 và sách sử gọi là thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Vào đầu thập niên 1770, anh em ông Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ nổi lên đập tan chế độ phong kiến thối nát ở miền Nam của chúa Nguyễn, lập ra nhà Tây Sơn. Mấy năm sau, thấy rằng tình hình đường ngoài, tức là miền Bắc, bất ổn, dân tình điêu linh khốn khổ vì tập đoàn lãnh đạo thối nát và thanh toán lẫn nhau để tranh giành quyền lực, ông Nguyễn Huệ liền kéo quân ra Bắc đánh tan thế lực họ Trịnh, khởi tiến cho việc thống nhất đất nước vào cuối thập niên 1770. Lần thứ tư, như đã nói ở trên, lần này được trình bày trong những bài riêng biệt, đó là sự can thiệp của Vatican vào nội tình Việt Nam. Ở đây xin tóm tắt để câu chuyện được nối tiếp không có bị hụt hẫng qua các lời tuyên bố và các sắc chỉ, sắc lệnh của các giáo hoàng từ thế kỷ thứ 5 cho tới thế kỷ thứ 15. Chúng ta thấy rõ giáo triều Vatican quyết tâm theo đuổi tham vọng bá quyền thống trị toàn cầu và nô lệ hóa nhân loại bằng hệ thống tín lý Kitô qua các cuộc đánh chiếm các vùng đất ở ngoài lục địa Âu Châu. Vatican đã coi Việt Nam là một trong những mục tiêu nhắm tới và đã gửi các nhà thuyết khách mang theo kế hoạch đánh chiếm Việt Nam. Vì thế Việt Nam đã bị liên minh Pháp Vatican đô hộ gần một thế kỷ, mãi đến khi Nhật lật đổ Pháp, rồi sau đó thua trận trong đệ nhị thế chiến thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm lấy cơ hội và giành lại nền độc lập cho nước nhà. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, cụ Hồ Chí Minh đã công bố bản tuyên ngôn độc lập cho toàn đất nước Việt Nam. Khốn nạn thay, Pháp lại đem quân tái chiếm Việt Nam để cho dân ta lại lao vào cuộc chiến khốc liệt kéo dài thêm 9 năm nữa. Mới thắng Pháp ở trận Điện Biên Phủ lừng danh thế giới, đó là ngày 7 tháng 5 năm 1954. Sau khi giáo hoàng Pius XII thất bại trong việc thuyết phục chính quyền Hoa Kỳ dùng bom nguyên tử để giải thoát cho gần 16.000 quân Pháp của Liên minh Pháp Vatican bị vây khốn tại cứ điểm Điện Biên Phủ, Vatican quay ra liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ và lôi kéo Pháp vào cùng phe ngồi ở hậu trường hội nghị Geneva 1954, đạo diễn việc chia đôi nước Việt Nam tại vị tuyến 17 với giả tâm định biến miền Nam của Việt Nam thành một quốc gia riêng biệt. Vì thế, Vatican vận động chính quyền của Hoa Kỳ đưa tên Ngô Đình Diệm về cầm quyền ở miền Nam Việt Nam và đẩy mạnh kế hoạch Kitô hóa nhân dân miền Nam. Hậu quả kế hoạch này đã tàn sát hơn 300.000 lương dân miền Nam trong những năm 1955 đến năm 1963. Năm 1963, nhân dân miền Nam không chịu nổi sự tàn ác và sự kỳ thị tôn giáo của Ngô Đình Diệm, nên đã có nhiều cuộc biểu tình chống đối đến độ các nhà sư phải tự thiêu để phản đối chế độ. Cuối cùng, Hoa Kỳ đã giúp đỡ các quân nhân đứng lên tiêu diệt chế độ tôn giáo trị của Ngô Đình Diệm. Vì các chính quyền miền Nam được Hoa Kỳ dựng nên và nuôi dưỡng, cho nên họ không có chính nghĩa và không có lý tưởng để chiến đấu chống lại lực lượng nổi dậy ở miền Nam được miền Bắc ủng hộ. Nên khi Hoa Kỳ ngưng cung cấp viện trợ thì chính quyền và quân đội miền Nam rã ngũ tan hàng trước sự tiến công của quân đội miền Bắc. Ngày 30 tháng 4, 1975, quân đội miền Bắc đại thắng chiếm trọn miền Nam, khiến cho cả chính quyền Sài Gòn và đảo quân thập tự đánh thuê ở miền Nam rơi vào tình trạng rã ngũ tan hàng. Và cái mà Vatican và bọn con chiên người Việt gọi là quốc gia miền Nam hay Việt Nam Cộng Hòa đã bị khai tử từ đó. Biến cố này làm cho Vatican và tập thể con chiên người Việt vô cùng đau khổ. Vì thế mà chúng mới gọi ngày 30 tháng 4 1975 là ngày mất nước, ngày quốc hận và bây giờ họ gọi là tháng tư đen. Lời kết. Trên thực tế, kể từ ngày 30 tháng 4 1975, Việt Nam đã hoàn toàn thống nhất và trở thành một thành viên trong Tổ chức Liên Hiệp Quốc vào ngày 20 tháng 7 1977. Kể từ đó, quốc kỳ Việt Nam
với cờ đỏ sao vàng đã hiên ngang tung bay cùng với gần 200 quốc kỳ của các thành viên khác trước tòa nhà trụ sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York. Đó là chưa kể những cái tiến bộ về mặt xã hội, kinh tế, thương mại, công nghiệp ở Việt Nam mỗi một ngày một tiến. Ngày nay cả thế giới đều rất là nể nang và Việt Nam đã là thành viên không thường trực ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và năm nay làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo như luân phiên. Ngày mà đất nước đã được sông liền sông, núi liền núi, không thể xem nhẹ hơn bất cứ điều gì quan trọng khác của nước nhà. Và đó là sinh mệnh của đất nước Việt Nam, chứ không phải chỉ là một niềm vinh dự mà thôi. Những ai còn nhận mình là người Việt Nam không thể đánh giá ngày giải phóng thống nhất đất nước Việt Nam thấp hơn hay nhẹ hơn bất cứ giá trị cá nhân nào khác. Trong niềm cảm xúc này, chúng tôi mong rằng mọi người đều ý thức việc duy trì hơi thở và huyết mạch của dân tộc để ngày 30 tháng 4 mãi là ngày đại lễ giải phóng và thống nhất đất nước của mọi người dân Việt Nam chúng ta. Ký tên Nguyễn Mạnh Quang.